Xin chào anh chị cô chú, mình là Phạm Hữu Dư đây. Mình đang có mặt ở Gò Vấp anh chị ơi. Gò Vấp, trung tâm của Gò Vấp luôn chị. Đây là trung tâm của hành chính của Gò Vấp luôn. Đó. Và hôm nay là mình sẽ quay bán một cái căn nhà nói chung là nhà nát thôi, nói chung là coi như nhà nát nha. Tại vì người ta bán đất thôi chứ người ta không bán nhà. Nhưng mà nằm trong cái vị trí rất là đẹp ha. Ngay sát với là trục đường Quang Trung. Quang Trung thì anh chị mình biết rồi ha, là một trong những trục đường chính của quận Gò Vấp. Cách trục đường chính Quang Trung chỉ có khoảng tầm 200 m thôi. Và đây là hẻm đường Quang Trung gì nha, hẻm ô tô đi thoải mái luôn. Hẻm rất là rộng ha. Đây thấy không? Nói chung là một cái căn nhà mà của chủ từ xưa đến giờ luôn chị, từ xưa rồi. Và hôm nay là họ quyết định là họ phải bán. Tại vì là cái này là phải bán thôi. Tại vì sao? Tại vì vì tương lai con cái. Đây là bây giờ là muốn xây căn nhà đây, cái bên này. Xây nhà cái bên cho mẹ, với lại muốn là cũng có khoản tiền để mà con cái làm ăn. Đâm ra là phải bán. Căn nhà từ xưa đến nay luôn chị, vị trí rất là đẹp. Và cái video này là mình quay chính chủ nha anh chị. Mình sẽ để số điện thoại của chủ đất lên, chủ nhà lên để anh chị mình có thể là liên hệ trực tiếp luôn, không có qua môi giới trung gian gì hết. Rồi anh chị đã đang quan tâm muốn mua nhà ở Gò Vấp thì hãy xem hết video của mình ha. Đầu tiên là mình sẽ nói thông tin cơ bản ha. Nói chung là bây giờ là cái thời điểm mình quay đó anh chị, là cũng gần 6 giờ rồi. Thời này thì cũng nó cũng sập sệ là tối rồi. Nhưng mà tại vì thôi, vì mình quay cho chị xem này, hình ảnh nó hơi tối rồi chị thông cảm ha. Đầu tiên là mình sẽ nói thông tin cơ bản đây. Địa chỉ chính xác của cái khu đất mình là hẻm 499/6/64, đường Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp, tỉnh Thành phố Hồ Chí Minh ha. Đây, đây là cái nhà mình chị nha. Đó. Ở đây là cách trục đường chính Quang Trung là khoảng 200 m. Đó, đường chị thấy rồi, đường này thì ô tô đi thoải mái ha. Và cái hướng ngược lại thì cũng đi, có thể đi ra đường Quang Trung chị nha. Nói chung là đường thông hết ha. Đó, đây là cái nhà của mình anh chị. Đó, nhà mình đó thì nó có tổng diện tích là 135 m², rất là lớn chị ha. Nhưng mà nó ở thành phố là 135 m² là lớn lắm á. Nghe mặt tiền được, mà đặc biệt là cái nhà mình là 2 mặt tiền nha, mặt tiền trước và mặt tiền sau. Mặt tiền trước thì là đường ô tô rồi, còn mặt tiền sau thì là đường ba gác. Đây, ngang của mình là được 8m26 ha, ngang 8m26, dài xuống là khoảng 17m. Cái hậu, cái mặt tiền là đường hẻm á, mặt tiền đường hẻm xe ba gác á thì nó khoảng tầm 7m2. Thì có gì lát nữa mình sẽ cho anh chị xem cái sổ để mình nắm rõ hơn thông tin ha. Nói chung là cái bề ngang của mình nó được 8m2 này đó thì quá an toàn, có thể là mình phân được 2 lô ha, phân được 2 lô, mỗi lô được 4m ha. Đó, đây cái nhà này hiện tại là bác gái là bây giờ nó ở gì nha, tức là như nãy mình nói đầu á, là người con trai á. Đây bên mình đây là cũng còn một cái miếng đất là chủ họ đang xây nhà anh chị nha. Đây ngay cách mình là vài căn nhà là chủ họ đang chuẩn bị xây nhà. Đây ngay cái chỗ 485/60 nè. Đó, đây chính là lý do mà phải bán thôi, bán để lấy tiền xây nhà. Đây là nhà chủ cũng còn một miếng đất ở đây là họ muốn xây cái nhà họ đang làm là anh chị, nhưng bây giờ là cần tiền để xây nhà, họ bán, với là cũng cần tiền làm ăn nữa. Đây tự nhiên nãy mình nói là chủ họ bán là chủ yếu là bán đất anh chị nha, chứ không bán nhà. Tức là nhà mình thì coi như là nhà nát rồi, nhà cũ rồi, nhà này là cũng xây mấy chục năm rồi, xây từ cái hồi mình nói cái đường á, bây giờ cái đường nó cao hơn cái đất luôn rồi anh chị. Đây chị thấy không, cho nên là anh chị mình mua cái miếng đất này thì là mình sẽ phải nâng nền ha, nâng nền. Đó, nhưng mà không sao, nói chung không có đáng bao nhiêu đâu. Đó, hiện tại là cô đang ở ha, vẫn đang ở. Thì anh chị nào mình mua thì cổ nếu mà muốn sử dụng liền thì coi là cổ sẽ dời sang chỗ khác. Đó, đây nhà mình đang ở. Nói chung là mình nhà thì bình thường thôi, nói chung là mình đã nói rồi, bán đất cho bán nhà, cho nên mình không quay chi tiết cái nhà làm gì hết. Cái nhà mình thì nó rồi, nó thấp hơn mặt đường ha, khoảng tầm hơn nửa thước á, tức mà gần một tấc á, đấy là gần một thước á, đó là hơn nửa thước, cũng hơi thấp ha. Và mình cũng muốn nói luôn anh chị á, là hiện tại á, là đất ở phường 10 ha, phường 10 quận Gò Vấp á, là có giá trị nhất ở đây. Đó. Ví dụ như anh chị mình mà qua bước qua bên phường 9 hoặc là phường 11 á thì sẽ có giá khác, rẻ hơn. Nhưng mà riêng phường 10 á là giá rất là giá trị. Tại vì phường 10 á là trung tâm của quận, tức là nơi mà đặt trụ sở của trung tâm hành chính quận ha, ở đây. Đó, đây. Mình đi khoảng 200m là mình sẽ ra tới đường Quang Trung. Đây. Thì ở ngoài đầu đường đó anh chị, lát nữa mình sẽ chạy cho chị xem. Đầu đường đó là có thứ nhất là ủy ban cái trạm y tế ha, trạm y tế phường 10, và là cái quỹ đất của Vincom ha. Đó, tức là Vincom đã mua rồi. Đó. Thì sau khi mà Vincom xây dựng xong thì chắc chắn là khu này nó sẽ rất là sáng sủa ha. Đây, cái hẻm này là đi vô cái hẻm đằng sau mình anh chị. Đó. Đây là bây giờ là mình sẽ dẫn anh chị vô cái mặt tiền hẻm đằng sau mình ha. Đó, 58/74 nè. Đó. Cái hẻm này thì ô tô thì không vào được ha. Hẻm này nếu mà đi morning thì ráng vô được. Đó, cũng được 1,5 m, không 2 m. Hẻm này cũng được 2 m á, nói chung là, nhưng mà do là xe đây đúng không? À đây. Thì cái mặt tiền hẻm này mình đó chị, đây. Từ đây qua đến đây là mình được 7,2 m đúng không anh? 7,6. À xin lỗi ha. Tức là mặt tiền hẻm sau mình được 7,6, còn cái mặt tiền đằng trước là mình được 8,2. 8,27. Nói chung là ở thành phố là mình phải nói chính xác từng thông số vậy nha, đó là chính xác là 8,27 m mặt tiền, còn đây là mình được 7,6 m, dài là khoảng 17 m, là đây mặt tiền hậu mình ha. Nói chung là đất mình là lợi thế là được 2 mặt tiền, cho nên là rất là thông thoáng. Đó, mặt tiền đường này thì nói chung là xe hơi thì đi vô thì chắc không được, nhưng mà xe mà gác thì vừa thoải mái. Đó. 2 mặt tiền. Còn nói về tiện ích như là chợ búa hay là mua sắm hay là trường học hay là ủy ban hay là bệnh viện thì khỏi nói là chị ha, không thiếu một món gì hết. Đó. Và đặc biệt là sau này mà Vincom mà nó đã xây dựng rồi thì chắc chắn là chuyện mà mua sắm thì không còn phải bàn cãi nữa ra. Đó. Ngay sát bên mình là một tiệm tạp hóa nè, rồi quán nhậu nè. Nói chung anh chị mình nếu mà mua cái nhà này á, thì mình có thể là mình làm cái chỗ phân lô ha, mình phân lô nè, hoặc là mình xây dựng bên cái mảng căn hộ dịch vụ anh chị. Đây phía ngoài xa mình là đó là mấy cái nhà đó là đang xây theo mô hình là căn hộ dịch vụ á. Đó, và mình thì hoàn toàn cũng có thể làm gì nha, tại vì mặt tiền mình đến là lên đến là 8,27 m lần, nói chung là rất là ngon lành luôn. Đó. Đây thì hai cái nhà sát bên mình sẽ xây nhà lầu nữa. Ở đây thì xây nhà lầu, ở đây như cái nhà này thì một trệt một lửng, trệt 3 lầu 4 lầu đó. Nói chung anh chị mình còn không mình cái này mình xây biệt thự cũng được ha, tại vì bề ngang nó được, bề ngang á mình xây biệt thự nó ok luôn. Đây bề ngang mình là tính từ đây nè, cột điện này nè, nó dài tới đây luôn, chị thấy không, rất là rộng luôn, hơn 8 m, 8,27 m tới đây ha. Đó, cái chỗ này là để đậu xe nè anh chị. Đó, đậu xe, còn bên đây là để ở. Hồi xưa là cũng có làm công ty ở, bây giờ là ngưng hoạt động rồi. Đó. Rồi thì nói chung là cái nhà mình thì cái vị trí thì rõ ràng rồi ha. Thì bây giờ là mình báo giá luôn ha. báo giá luôn cho anh chị nào mà mình đang quan tâm muốn mua thì báo giá. Trước khi cho chị xem cái sổ ha, thì hiện tại là gia chủ đang kêu cái giá là 12,5 tỷ, đúng không? Có thương lượng không? Có. À, có thương lượng. Hiện tại là cái nhà này á, là mẹ là đang cho đó là pháp lý á, là đang cho con, tức là người con trai là sẽ đứng ra để mà bán ha, tức là hình thức là cha mẹ là trao tặng cho con rồi, cho nên là thì mình sẽ giao dịch trực tiếp với con trai đó. Con trai bán nhà là muốn bán nhà để xây nhà cho mẹ, với lại là cũng muốn là có một khoản tiền để đầu tư kinh doanh. Rồi bây giờ mình cho chị xem sổ ha. Rồi bây giờ là mình sẽ chọn 6, còn cái mặt tiền được là 8m27, hai mặt tiền hẻm hiền rõ luôn vậy nha. Đó. Rồi hồi nãy mình cũng quên nói một ý là cái đất mình đó chị, là cái mặt tiền hẻm chính đường ô tô á, là hướng chính đông nhìn nha, hướng chính đông luôn, hướng rất là đẹp. Còn cái hướng của mặt tiền hẻm là sao á, đây là hướng tây, hướng chính tây. Đó. Hướng đông thì quá đẹp rồi. Rồi thì ở cái video này á, thì mình sẽ không quay flycam trên cao tại vì cũng tối rồi. Đó, thì bây giờ là mình sẽ cho chị xem tham quan khu này ha. Mình đang chạy từ trên đường Quang Trung ha. Đây khu vực này là ngân hàng nè chị. Đó, ngân hàng Đông Á Nam Á Bang nè. Đó. Dọc tuyến đường Quang Trung này là hai bên là mua bán rất sầm uất luôn. Là hai bên là đây là những cái cửa hàng bán thời trang, quần áo rồi giày dép rồi đồng hồ. Đó. Cái hướng này là mình đang đi là cái hướng này là hướng đi về cầu Quang Trung. Ở hướng này quốc lộ A, ở khoảng tầm 3 cây số là mình tới quốc lộ A chị ha. Còn hướng ngược lại á, hướng ngược lại là đi về hướng ngã Dùng Chó, theo gọi là bây giờ là gọi là ngã 6 Gò Vấp. Đó, đây vậy không? Cái này là nguyên một cái siêu thị mỹ phẩm luôn, ở thời trang nè. Ở đây là trên tuyến đường này là trung tâm hành chính rất là nhiều của Gò Vấp gì nha. Đó. Thì từ cái đường này nè, đường Quang Trung này là mình có hai hẻm vô. Một hẻm là hẻm 494 là 499, hẻm 499 là cái hẻm chính. Nhưng cái hẻm đó là không lớn. Đây là viện kiểm sát nhân dân quận Gò Vấp nè anh chị. Đó. Thì cái hẻm 499 này thì nó không có rộng bằng hẻm 525, thì mình sẽ đi qua hẻm 499 là mình đến cái hẻm 525 mà đi ô tô đi thoải mái hơn. Đó. Chung là cái đường Quang Trung này thì lúc nào cũng rất là đông. Đây là cái hẻm 525 thì cái hẻm này là cũng là cái hẻm mà đi vô bệnh viện Hồng Đức anh chị. Nó đầu hẻm vô đất mình là bệnh viện ha. Ở đầu bên đây là chợ, đúng không anh? Đúng rồi, chợ. Đó, chợ Hạnh Thông Tây. Nói chung mà trong vòng bán kính vài trăm mét thôi là có chợ nè, có bệnh viện nè. Đó rồi đầy đủ hết. Hồi nãy là mình đi ngang qua mặt tiền của Vincom. Như mình nói ban đầu á, là cái dự án là cái nguyên một cái quỹ đất của Vincom á, là đây. Cái mặt tiền thì là đường Quang Trung, còn cái mặt hậu, đây cái mặt hậu nè anh chị. Cái mặt hậu nằm ở đây ha. Đó, mặt hậu sẽ qua đây nè. Cái quỹ đất của nó là rộng bao nhiêu vậy anh? Khoảng chắc là cũng phải chắc phải cả ngàn mét vuông á. Thấy rộng lắm, tại vì nó cái mặt tiền của nó quay mặt ra hướng nó quay chung luôn mà. Đây là ủy ban phường 10 gì nha. Ủy ban phường 10 nè. Thì mình cũng tiết lộ giá với chị luôn, hiện tại là cái khu này gì mặt tiền đường này nè là đang có giá như cái căn này nè. Mấy căn này nè là có giá từ 18 đến 20 tỷ gì nha. Đó. 18 đến 20 tỷ. Bề ngang chỉ có 4m44 rồi dài là khoảng tầm 15m thôi. Nói chung là chưa tới 100m vuông mà đã có giá là đến là 20 tỷ rồi. Nói chung là về anh chị mình cứ thoải mái xuống đây mình khảo sát giá ha. Đó. Xung quanh đây là những cái nhà nhỏ chưa vào trong mét vuông thôi là giá dao động từ 9 tỷ cho đến là mười mấy tỷ. Đó. Đây. Cái này là cái đằng sau của Vincom nè anh chị. Đó. Bây giờ mình quẹo vô nè. Tức là mình sẽ quẹo vô hai sẹt ha, hai sẹt là vô tới nhà mình. Đây. Đó. Xung quanh mấy nhà này là toàn là 9 tỷ hơn, 9 tỷ không anh chị, mà nó chỉ có mấy chục mét vuông thôi. Còn cái đất của mình thì nó tới 135 mét vuông mà giá 12 tỷ thì rất là hợp lý. Dĩ nhiên là người ta bán đất thôi chứ không bán nhà, còn kia là có nhà rồi. Đây tới rồi ha. Đó. Từ ngoài đường Quang Trung đi vô khoảng tầm 200 m thôi là tới đất mình rồi. Đây cái hẻm này, cái hẻm vô cái mặt hậu mình nè. Ủa không phải. À đây cái hẻm này nè. Buổi tối đi nó không rõ đường lắm. Đây chỗ quán nhậu này chị. Cái hẻm này nó vô đó, vô mặt hậu mình, còn đây là cái mặt tiền mình nè, mặt tiền chính mình nè. Đó, mặt tiền chính mà mình được 8m27 nè. Đây. Tới nhà mình rồi chị nha. Chung là hôm nay là quay rất là chiếc tối. Đó. Chung là ngày cũng như đêm. Chỗ này lúc nào là cũng sầm uất anh chị, rất là đông đúc. Đó, cái nhà mình đây ha. 135 mét vuông. Đó, chủ đang kêu giá là 12,5 tỷ. Đó. Có thương lượng nha anh chị. Anh chị nào mình thiện chí thì cứ trực tiếp mình làm việc với chủ luôn. Đó, số điện thoại để dưới màn hình. Đó, đây, đi hướng này là 200 m. Mình đi phải đi đường hẻm 499 cũng như là hẻm 525. Thích đi hẻm nào mình đi ha. Đó, đi hẻm 525 thì đường xe ô tô lớn thoải mái hơn. Còn hẻm 499 thì cũng ô tô đi được nhưng mà nó không thoải mái bằng. Đặc biệt là hẻm 525 á, thì nó có bệnh viện ha. Ngay đầu hẻm là bệnh viện nè, chợ nè. Đó là Vincom nè, rồi ủy ban, nói chung là đầy đủ hết, tất cả tiện ích luôn. Đó, cách mình chỉ có 200 m thôi. Rồi cái gì lát nữa mình về cho anh chị xem cái phần vị trí trên Google Maps, anh chị nhớ xem luôn nha, để mình phân tích thêm cho anh chị biết cái vị trí đất mình nó đắt đè như thế nào. Rồi cuối cùng thì mình sẽ cho anh chị mình xem cái vị trí của cái căn nhà mình trên bản đồ vệ tinh để chị mình dễ dàng hình dung ha. Đây cái hẻm này, đây hẻm mặt tiền đường xe hơi nè, còn đây là cái hẻm đằng sau mình anh chị, hẻm xe ba gác. Đó, mình đi hẻm đằng sau bằng cái nó vô đây. Thì đây là cái hẻm 499 ha. Thì anh chị mình chạy thẳng ra chút xíu. Đây, ngay trạm y tế phường 10 nè. Rồi ủy ban của phường 10 nè. Thì đây là cái bãi đất trống, này là của Vincom nè anh chị. Nó hai mặt tiền ha, mặt tiền là hẻm với là mặt tiền quay mặt ra đường Quang Trung nè. Thì đây là cái hẻm 499, còn đây là hẻm 525. Anh chị mình vô bằng hẻm nào cũng được ha. Thì đầu hẻm 525 là bệnh viện Hồng Đức nè. Đây bệnh viện đa khoa Hồng Đức ha. Nói chung là ở đây thì bệnh viện, trường học, rồi trạm y tế, rồi nói chung là tất cả những cái tiện ích là không thiếu món gì nha. Thì ở cuối video á, mình có chạy cho chị sẽ tham quan một cái trục đường Quang Trung mà ngay đường vào đất mình ha. Ở đây ủy ban quận nè chị. Đó, tức là phường 10 là cái phường mà tập trung những cái cơ quan hành chính chung, tức là chỗ mà gọi là đắc địa nhất ở Gò Vấp. Đó, đây ủy ban nè, sau này Vincom, Vincom đằng trước ở hẻm ha. Rồi những cái ngân hàng ở rồi trường học. Đó, đầy đủ hết chị nha. Một hướng là đi về chợ Hạnh Thông Tây nè. Đó, chợ Hạnh Thông Tây và đi về hướng cầu vượt Quang Trung của 1A. Còn hướng ngược lại thì đi về hướng ngã 6 Gò Vấp. Đây, ngày xưa gọi là ngã đường chó đó anh chị. Chỗ này nè, bây giờ làm thêm đường cầu vượt này nọ, đó là đất khác rồi. Đó. Đi vào ngã 6 Gò Vấp thì đi tới Phạm Đồng ha, Phạm Đồng để mình về Thủ Đức. Đó. Nói chung là rất là tiếc là không có bay flycam cho chị xem được. Thì chị mình có thể xem trên bản đồ ha. Anh chị cứ gõ trên bản đồ Google Maps là hẻm 525 đường Quang Trung, hoặc là trạm y tế phường Gò Vấp, phường 10 Gò Vấp ha. Đó, bệnh viện đa khoa Hồng Đức nè. Thì đất mình nằm trong hẻm này ha, hẻm 2 sạc. Đường xá thì rất ok rồi. Vô khu vực này hiện tại là ở ngoài này là cái hẻm 499 á, là phải nói là chỉ có vài chục mét vuông thôi là đã một căn trung bình là khoảng gần chục tỷ rồi. Đó. Rồi thì nói chung là về cái vị trí thì thật sự là nó quá rõ ràng rồi. Đó, anh chị mình hoàn toàn có thể là mình hình dung được ha. Tại vì ở đây là trung tâm của Gò Vấp rồi. Đó. Thì giá cả thì mình có báo rõ rồi ha, là 12,5 tỷ, có thương lượng. Các anh chị nào mà mình đang kiếm một cái miếng đất đẹp, to, rộng như thế này để mà mình làm những dự án kinh doanh, thì đơn giản là để xây nhà ở, nhà cho thuê hay gì đó, thì là cái miếng đất này ha, rất là đặc địa. Rồi anh chị đã quan tâm muốn trực tiếp liên hệ với cái nhà này thì anh chị gõ số điện thoại ở dưới màn hình ha. Thì mình cũng xin phép kết thúc cái video này tại đây. Nếu anh chị nào mà có nhu cầu muốn quay bán nhà đất chính chủ giống như cái video này á, thì có thể alo mình luôn ha, mình sẽ hỗ trợ tới quay và đăng lên kênh YouTube mình cho nhiều người thấy và liên hệ mua. Rồi xin phép chào anh chị, cảm ơn anh chị mình đã xem hết video này.